ăn không xin à? Đi học là thầy giáo không dạy là ăn quả nhớ kẻ trồng cây à? Tôi đi học có phải để ăn xin đâu. Cái thằng này học để thông minh chứ học để ăn xin thì học ăn gì? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cắp nếu mà không may thì ăn sảnh cho ạ. Ông kia, tháng này ông làm gì con tôi ấy? Có mấy quả ổi mà ông cũng không cho nó được à? Già mất nết, không có một chút lương tâm nào. Sao trong làng này lại có người thế này nhỉ? Nói hơi nhiều rồi đấy nhá. Thân già này mà nóng lên thì không xong đâu. Nó ăn ổi nhà tôi, như thế là tôi nhường nhịn lắm rồi đấy. Để con suốt ngày đi ăn trộm quả người ta, công sức bao nhiêu dùng đấy. Tôi không cho con ông ba đời may lắm rồi đấy. Vỡ pha vỡ vẩn. Có chân tôi nhớ. Ôi, các cháu cố gắng làm nhá. Cô làm đi tí có lương. Nhanh lên mít. Bác Nam ơi, bọn cháu đi về trước nhá. Không được, mới sáng sớm về sao được. Vớ va vớ vẩn. Ở nhà cháu đang có việc tí. Thế đây không phải việc à? Nam Mô A Di Đà Lạt. Quốc mình nữa nhỉ.